Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Nguyễn Mộng Kỳ Duyên, năm nay tôi 29 tuổi. Hiện tại tôi đang đảm nhiệm vị trí là trợ lý giám đốc nhà máy, kiêm trưởng bộ phận liên. Tôi đến với công ty từ tháng 8 năm 2019. Vị trí đầu tiên là nhân viên làm báo cáo thuộc bộ phận kỹ thuật công nghiệp của công ty. Thì sau 6 tháng tôi có cơ hội được học hỏi và phát triển lên vị trí mới. Cho đến tận hôm nay thì sau gần 3 năm tôi đang đảm nhiệm hai vị trí. Đối với tôi, một người xuất thân là giảng viên tiếng Anh, không có bất cứ kinh nghiệm nào trong ngành công nghiệp may mặc, thì cơ hội đối với công ty là một may mắn rất lớn dành cho tôi. Tại đây tôi khẳng định với các bạn rằng Delta Glue Việt Nam ngoài là công ty may mặc hàng đầu trên thị trường Việt Nam nói chung cũng như là tỉnh Bình Định nói riêng, thì đây còn là nơi đào tạo, tìm kiếm, phát triển các tài năng với đường hướng lãnh đạo đúng đắn của ban giám đốc công ty. Bản thân tôi đây cũng như là các anh chị em quản lý trẻ tuổi ở công ty chính là minh chứng cho điều này. Ngoài những điều trên thì những chính sách nhân văn mà công ty và tập đoàn đã ban hành về quyền lợi của người lao động, đặc biệt là trong thời gian Covid, đã làm cho bản thân tôi cảm thấy rất là tự hào, tâm đắc và ngày càng muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của công ty cũng như là người lao động của tôi. Tôi tin tưởng rằng Delta Glue Việt Nam hay tập đoàn Delta Glue chính là đại gia đình mà ở đó bạn hoàn toàn có thể tin tưởng được cho sự phát triển con đường sự nghiệp của bạn sau này.